Dấn thân. Dấn thân đấu tranh cho sự tham gia của nữ giới vào các vị trí lãnh đạo. Cuốn sách cũng kêu gọi sự bình đẳng cho cả nam lẫn nữ, với thông điệp hãy dấn thân vào làm việc mình thích. Tuy vấn đề đưa ra không mới, nhưng cuốn sách đã tạo được tiếng vang rất lớn, nhờ vào những nguyên nhân chính. Bản thân tác giả là một phụ nữ nổi tiếng, được nhiều người tôn trọng, nội dung sách cuốn hút người đọc vì được viết từ những trải nghiệm thật của tác giả. Thông điệp được tác giả truyền tải rất mạnh mẽ. Cuốn sách này dành cho ai? Những phụ nữ còn mang tâm lý e dè và chưa dám chủ động bắt tay vào thực hiện lý tưởng của mình. Những phụ nữ có ý định rút lui quá sớm khi họ còn đang trên đà tăng tốc. Bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới cho cả nam lẫn nữ. Sheryl Sandberg nguyên là phó chủ tịch của Google và hiện là phó tổng giám đốc thường trực COO của Facebook. Bà là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới do tạp chí Fortune bầu chọn vào các năm 2007, 2008, 2009 và 2010, đồng thời xếp hạng 5 trong 100 phụ nữ quyền lực nhất của tạp chí Forbes năm 2011. Thông qua quyển sách này, Sheryl Sandberg chia sẻ cuộc đời mình, những vươn lên cùng với thành công, để qua đó nhằm kêu gọi và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Theo đó, phụ nữ hãy dám dấn thân, dám ngồi vào bàn để cùng tranh luận, trao đổi và theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Cũng qua quyển sách này, Sandberg cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá trình bình đẳng giới để mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng chia sẻ để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn. Bạn sẽ khám phá ra sự nhìn nhận khắc nghiệt của xã hội về phụ nữ thành công và những tố chất cần thiết để phụ nữ thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Không ai có thể cán đáng hết mọi việc. Vậy nên người phụ nữ cần ưu tiên lựa chọn của mình và biết giới hạn niềm đam mê công việc để bảo vệ bản thân và gia đình. Một người bạn đời đúng nghĩa là người tôn trọng bình quyền nam nữ và chia sẻ trách nhiệm gia đình. 1. Tham vọng trở thành lãnh đạo của nữ thấp hơn nam. Thống kê tại Mỹ cho thấy có 57% sinh viên nữ tốt nghiệp đại học và 60% tốt nghiệp cao học, cao hơn hẳn so với nam giới. Tuy đạt được thành quả học tập tốt hơn nam giới, nhưng tỷ lệ nữ giới thành công với vị trí lãnh đạo cấp cao lại thấp hơn nam rất nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, tuy nhiên, lý do quan trọng hàng đầu là tham vọng trở thành lãnh đạo của nữ thấp hơn nhiều so với những nỗi sợ cố hữu. Họ sợ không được người khác yêu quý, sợ đưa ra sự lựa chọn sai lầm, sợ tạo ra sự chú ý tiêu cực, sợ phải cố gắng quá mức, sợ bị phán xét, sợ thất bại, sợ là người mẹ hay người vợ, người con không tốt, là nguồn gốc dẫn đến sự chùn bước trong tâm tưởng của phụ nữ. Tác giả đã tự hỏi mình và nhiều phụ nữ khác, bạn sẽ làm gì nếu không sợ và sau đó bắt tay vào làm. Với suy nghĩ dấn thân đó, tác giả đã quyết định viết cuốn sách này. 2. Hãy ngồi vào chỗ của mình trên bàn. Phụ nữ thường không chủ động ngồi vào bàn làm việc với những quản lý nam cấp cao, cho đến khi được mời hay bị ép ngồi. Khi phụ nữ không chủ động ngồi vào chỗ của mình, họ thể hiện sự không tự tin và thua cuộc. Từ trong tâm tưởng tại môi trường làm việc, kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, phụ nữ có khuynh hướng đánh giá thấp kết quả công việc của mình, trong khi nam giới thì ngược lại. Bản thân tác giả khi được tạp chí Forbes xếp thứ 5 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011, trên cả đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Nhưng Sheryl Sandberg đã không tự tin, xấu hổ và chối bỏ kết quả bầu chọn này. Hiện nay, mặc dù đôi khi vẫn còn những suy nghĩ và nỗi sợ hãi cố hữu của phụ nữ, tác giả đã học được cách hít thở sâu và giữ cho tay ở thế giơ lên và học cách ngồi vào chỗ của mình. 3. Mong muốn vừa được thành công, lại vừa được yêu quý. Kết quả nghiên cứu khoa học về hội chứng Heidi và Hogood cho thấy rất rõ rằng khi một người đàn ông thành công, anh ta được yêu quý hơn bởi cả hai phái, còn khi một người nữ thành công, cô ta bị cả hai phái bất yêu quý đi. Sự nhìn nhận của xã hội về phụ nữ thành công rất nghiệt ngã. Nếu một phụ nữ có năng lực, xã hội sẽ nhìn nhận cô ta có vẻ không được dịu dàng, nhã nhặn. Nếu một phụ nữ thực sự dễ thương, người ta chỉ thấy sự nhã nhặn, đáng yêu vượt trội hơn là năng lực của cô ta. Và bởi vì người ta muốn tuyển dụng và thăng chức cho phụ nữ vừa dễ thương vừa có năng lực, nên phụ nữ lãnh đạo cấp cao trở thành của hiếm. Bản thân tác giả cũng bị Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, nhận xét mong muốn được mọi người thích của chị là chướng ngại cản trở sự phát triển của chị. Nếu muốn thay đổi và tiến lên phía trước, chị không thể làm vui lòng tất cả mọi người. 4. Nghề nghiệp là một khung đa chiều, chứ không phải là một cái thang. Theo quan niệm trước đây, nghề nghiệp là một cái thang dựng đứng. Mọi người phải tìm cách đi lên bậc cao hơn của cái thang này. Nhưng quan niệm về nghề nghiệp hiện nay đã thay đổi. Nghề nghiệp này được xem là khung đa chiều, jungle gym. Người ta có nhiều cách chứ không phải chỉ đạp lên nhau để vươn đến đỉnh cao của khung đa chiều. Và trái với quan niệm phải tìm cách ở trên nấc thang cao nhất, với khung nhiều chiều, người ta không cần lên cao vẫn thấy vui và hạnh phúc với công việc. Đối với tác giả,
Điều quan trọng là một công việc thực sự gây hứng thú và thúc đẩy tinh thần làm việc nhiệt tình của bản thân chúng ta. Mỗi chúng ta nên có một giấc mơ trong đời và một kế hoạch ngắn hạn khoảng 18 tháng. Một năm thì hơi ngắn, hai năm thì hơi dài. Do đó, kế hoạch 18 tháng lại thích hợp để cá nhân vừa đạt mục tiêu ngắn, vừa có sự linh động trong kế hoạch. Để thành công và thăng tiến trong nghề nghiệp, phụ nữ cần những tố chất mà họ thường ít có, như chấp nhận rủi ro, chọn phát triển thay vì an phận, tự thách thức bản thân và đề nghị được thăng tiến. Nhiều phụ nữ làm việc, cống hiến tạo kết quả và thụ động chờ đợi sự tưởng thưởng. Nhưng nếu vì lý do nào đó, sự tưởng thưởng chiếc vương miện không đến với mình, thì người phụ nữ phải biết đề nghị với cấp trên một cách khéo léo nhưng thẳng thắn về sự thăng tiến mà mình đáng được hưởng. 5. Tìm kiếm và nói lên sự thật. Môi trường làm việc của các công ty, dù cố gắng tinh giản hay tổ chức hiện đại như Facebook, vẫn là những tổ chức có nhiều cấp bậc. Vì thế, năng lực và kết quả đóng góp của một cá nhân thường được đánh giá, xem xét bởi sự cảm nhận của người khác. Điều đó làm cho nhiều người không nói lên sự thật trong môi trường làm việc. Họ không hiểu rằng sự thật luôn là giá trị bền vững nhất. Có nhiều người khi sinh ra đã có khả năng nói ra sự thật một cách tế nhị, không làm người khác tổn thương hay phiền lòng. Tác giả và nhiều người khác không có khả năng này thì phải học hỏi và luyện tập. Nhiều người trong chúng ta từng tin rằng, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, cần tách biệt công việc với những gì thuộc về cá nhân. Điều đó cũng đang thay đổi. Chia sẻ cảm xúc sẽ giúp mọi người xây dựng mối quan hệ bền vững và sâu đậm hơn. Lý thuyết hiện tại về lãnh đạo vốn dựa trên những yếu tố như chiến lược, sự phân tích, kết quả công việc đang dần nhường bước cho lý thuyết mới về lãnh đạo. Đó là sự chân thật, trung thực và khả năng diễn tả xúc cảm. Khi quay lại lãnh đạo Starbucks năm 2008 vốn đang quá khó khăn, ông Howard xuất để chia sẻ sự thật và diễn tả cảm xúc thật của mình. Toàn thể cán bộ và nhân viên công ty đã lắng nghe sự thật và chia sẻ cảm xúc đó. Họ làm việc dưới sự lãnh đạo của ông, đưa Starbucks trở lại vị thế cũ và đạt được những kết quả kinh doanh đáng khâm phục. 6. Không mang tư tưởng đầu hàng trước khi chính thức quyết định. Phụ nữ lãnh đạo luôn phải đối diện với chuyện tạm rời bỏ công việc, nghề nghiệp để có thể toàn tâm toàn ý sinh con và chăm sóc con. Khi trở lại với công việc, họ phải chịu hình phạt làm mẹ. Thống kê cho thấy, tại Mỹ, chỉ có 74% phụ nữ có thể quay lại công việc, trong đó chỉ có 40% quay lại làm việc toàn thời gian. Họ phải nhận mức lương thấp hơn trước đây. Nghỉ việc sinh con hay vừa làm vừa sinh con là một quyết định khó khăn và quan trọng. Tác giả khuyên phụ nữ hãy để ngỏ các lựa chọn này. Đừng tạo cho mình một cái cớ để rút lui quá sớm. Đừng đưa chân lên bàn đạp thắng khi đang tăng tốc. Hãy giữ chân trên bàn đạp ga khi thời điểm đến. Lúc đó phụ nữ sẽ quyết định nghiêm túc. Ngoài ra, người kết hôn với bạn phải là người bạn đời đúng nghĩa. Người đàn ông mà phụ nữ chọn làm chồng, làm bạn đời không chỉ biết yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ với người vợ, người bạn đời mà còn là người tôn trọng bình quyền nam nữ và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Phụ nữ ngày càng dấn thân trong công việc thì đàn ông ngày càng dấn thân trong gia đình. Thế giới cần thêm nhiều đàn ông ngồi vào bàn, nhưng không phải bàn làm việc mà là bàn làm bếp. 7. Đừng hoang tưởng về sự đa năng. Rất nhiều người, kể cả tác giả vào thời gian trước, đã cầu toàn và sa đà vào hầu hết mọi công việc. Tác giả kể lại khoảng thời gian khi vừa mới sinh con. Dù mới nghỉ được 3 tháng, nhưng bà đã làm việc gần như ngay lập tức, check mail, gọi nhân viên về họp tại nhà. Tác giả, cũng như những người tham vọng khác, đã làm việc cuồng điên vì lo rằng không ai làm được việc đó. Qua thời gian, tác giả hiểu rõ giá trị của câu khẩu hiệu chữ đỏ, được treo trong văn phòng Facebook: hoàn thành công việc tốt hơn là đạt đến sự hoàn hảo. Tác giả khuyên người đọc thay vì hỏi bản thân, tôi có thể làm hết mọi việc, thì hãy tự hỏi câu sau, tôi có thể làm điều gì quan trọng nhất cho bản thân tôi và gia đình tôi. Không ai có thể cán đáng hết mọi việc, không ai có thể hoàn hảo trong mọi thứ. Mong muốn của người phụ nữ làm việc là trở nên hoàn hảo trong công việc và trong gia đình cùng một lúc, dẫn đến việc họ phải cạnh tranh với hai thế lực. 1. Những người đàn ông làm việc với ít trách nhiệm gia đình hơn. 2. Những phụ nữ nội trợ dành toàn thời gian cho công việc gia đình. Trong cùng một thời điểm, không ai có thể thắng được cả hai cuộc chiến này. Không phụ nữ nào có thể vẹn cả đôi đường. Vì thế, tùy theo thời điểm, người phụ nữ đi làm cần ưu tiên lựa chọn của mình và biết giới hạn niềm đam mê công việc để bảo vệ bản thân và gia đình. 8. Đã đến lúc bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Như một sự mặc định của xã hội, càng lên vị trí cao, tỷ lệ phụ nữ càng thấp. Phụ nữ đã bỏ cuộc chơi vì nhiều lý do. Đó có thể là vì bản thân họ không chịu được sự bất bình đẳng, công ty không chấp nhận linh hoạt thời gian cho phái nữ, gia đình họ không chấp nhận họ quá siêng việc mà lơ là chuyện gia đình, con cái. Một số trụ lại cuộc chơi nhưng đã tự giảm đi tham vọng lãnh đạo. Có nhiều chức danh, ngành nghề mà nếu phụ nữ làm công việc đó, người ta phải đặt chữ nữ ở đầu, như nữ kỹ sư, nữ phi công,
nữ vận động viên đua xe và đặc biệt là nữ tổng giám đốc. Chữ nữ trong các cụm từ chỉ chức danh thể hiện một điều gì đó rất không bình đẳng. Tác giả khẳng định đã đến lúc chúng ta phải nói về bình quyền nam nữ. Bản thân tác giả đã tham gia buổi thuyết trình chương trình Tech Women với đề tài gây tranh cãi, tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ làm lãnh đạo. Và khuyến khích mọi người hãy thôi tự giả vờ là mọi chuyện đang bình thường. Chúng ta phải nhận ra và nói thẳng vào vấn đề bất bình đẳng nam nữ trong công việc. 9. Chung tay vì một thế giới bình đẳng nam nữ. Mọi người, bất kể nam hay nữ, cần được tạo điều kiện và được tôn trọng quyền bình đẳng cho bất cứ sự lựa chọn nào của họ. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ so với trước đây, nhưng bình đẳng nam nữ ở Mỹ và các nước tiên tiến vẫn chưa đúng nghĩa. Cần có sự công bằng giữa nam và nữ, giữa người đi làm và người ở nhà không làm việc. Hy vọng lớn nhất của tác giả là con gái và con trai bà có thể làm những gì chúng mong muốn mà không gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào, dù khách quan hay chủ quan, chính thức hay nữ chính thức. Nếu con trai tôi muốn dành toàn thời gian để làm công việc quan trọng là nuôi dạy con cái, tôi hy vọng nó sẽ được tôn trọng và hỗ trợ. Nếu con gái tôi muốn dành toàn thời gian cho công việc và sự nghiệp, tôi hy vọng nó sẽ được tôn trọng, hỗ trợ và thành công. Tôi hy vọng cả hai sẽ đạt được đúng điều chúng mong muốn. Và khi chúng tìm được niềm đam mê trong cuộc sống của mình, tôi hy vọng chúng sẽ thực sự dấn thân cho lựa chọn đó. Thông điệp chính của tựa sách này, mọi người cần nhìn vào sự thật rằng bất bình đẳng giữa nam và nữ trong công việc vẫn còn là vấn đề nhức nhối và đáng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, những định kiến xã hội là nguyên nhân khiến phụ nữ không thể phát huy hết năng lực của bản thân. Bất kể là nam hay nữ, mỗi người cần được có quyền tự do làm những gì mình đam mê và quyết định của họ nên được tôn trọng. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.